Vâng. Nó sẽ dụng dần được cái gì? Anh quận dán cho em tí giấy ráp vào cái đầu cầu ấy, là nó mài là thế thì anh về anh cho hẳn cầu mài móng nó vào. Cái cầu mài móng của anh nó mất nó mòn rồi, nó không mài được đâu anh ơi, không có tác mới dụng chứ. Mới cũng không có tác dụng gì cả. Bây giờ cầu mới loại nó đều lắm. Này chơi chim kiểu Hà Nội này giống kiểu trên trên vùng cao nhỉ, đặt hết đất cho đấu đất. Ừ, nó làm gì có dàn đâu. Nắng đẹp quá nhỉ. Không, nó đặt đều cách đều ra, đừng để sát nhau. Ra đây cho nó ấm. Đây, 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 đ